Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa toàn thể quý vị. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 8 niên Quý Mão. Dạ, thành hậu thay mặt cho các nhà mạnh thường quân để trợ duyên cho những người tu. Thì hôm nay là phát 20 phần quà tại nơi khu vực của nhà cơm và những người cũng vừa tu và vừa làm công quả. Đầu tiên là gạo 15.000 một 15.500 nhân cho 20 phần là 3.100.000, và mì là 71.000 một thùng nhân cho 20 thùng là 1.420.000, dầu ăn 28.000 một chai nhân cho 20 phần là 560.000, bột ngọt Sagi 32.000 một bịch nhân cho 20 phần là 640.000, và đường 22.000 một ký nhân cho 20 phần là 440.000, nước tương 6.000 một chai nhân cho 20 phần là 120.000. Vậy là tổng cộng gạo, mì, dầu ăn, bột ngọt, đường, nước tương là 6.280.000. Và tiếp theo đây là những vị mạnh thường quân để hỗ trợ cho cái đợt phát quà này. Một là cô Tư ở Lâm Đồng là 5 triệu. Và thứ hai là Vũ Thị Như Mai rút ra là 1.280.000. Vậy là tổng hai vị mạnh thường quân là 6.280.000 là đủ. Đủ vô số tiền này luôn. Thì thành hậu nguyện đem công đức lành này để hồi hướng cho hai vị mạnh thường quân luôn luôn thân khỏe tâm an, và luôn luôn lúc nào gia đình cũng hạnh phúc và tinh tấn tu hành cho đến ngày giải thoát viên mãn. Và xin cầu chúc chung cho toàn thể quý vị là trăm điều phúc lộc vừa đem lại, muôn chuyện nhàn cư đến chẳng ngưng. Và đến đây xin dứt lời. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì một mình thành hậu thì không thể nào làm hết được, cho nên ở đây thì tất cả những cô bác bà con, tóm lại là những anh em ở đây theo trợ giúp, thì cũng có những hoàn cảnh cũng đặc biệt rất là khó khăn, nhưng mà vì cái tinh thần từ thiện, thế mà đây là những phần quà này là tất cả những vị mạnh thường quân để hỗ trợ. Và bên cạnh thì có một cái bọc đồ mà chiến rồi có một cái cô đó đến tặng đồ, và bên cạnh là có một bao lì xì đó, là nào là giải này không biết có đủ 20 phần không. Và hôm nay thành hậu là gửi đến cho quý vị những anh em để theo tiếp tiếp nhà cơm cùng với chặt bạc hà và đi kiếm bạc hà vân vân là 20 phần. Quà thì gồm có đầu tiên là có bịch nhang, ngày cúng cho nhiều lên nha. Nhang này xin quy như vậy mình biết là nhang này nhang loại nhang cây gì ta, cây quế khâu thơm lắm nhang nghĩa này. vừa làm từ thiện mà vừa Đây là đầu tiên á, muốn làm từ thiện cũng phải trước mắt phải cúng mình lại lại mới niệm đi làm Phật. từ thiện được đó. Đây là nhang đó, cũng nhà mạnh thường quân hỗ trợ. Tiếp theo là bột ngọt, rồi dầu ăn, bột ngọt Sagi. Đây là bột ngọt Sagi à, đó bột ngọt. Đó, rồi tiếp theo chai dầu ăn, dầu ăn á, một tháng nửa tháng mới có được nhiêu theo thì có tháng được có nhiêu đó. Đây chai dầu tương, quên nước tương, nước tương hàng hàng Việt, rồi hàng Việt. Tiếp theo là có mì, mì đây là gói mì mì này bên cạnh thì gồm có 10 ký gạo. Đây nói cho nói đây được bao lì xì, lì xì này không biết được chắc cũng được đi vài ngày, đổ chắc cũng được 4-5 lít xăng, không có lì nhiều. xì này không phải là cho đổ xăng à, cho mai không, bây giờ nếu mà mình không may đồ thì lấy đồ là mình quắn mình lấy đó mình đổ xăng. Và nó chứ là cái người mà cho quần áo á, là người ta kèm theo cái này luôn, và mỗi một bao lì xì để tiền để may đồ thôi. Và một cho một bộ đồ kèm theo cho bao lì xì để cho may đồ mà. Đây sợ đây rồi mấy bả đi ghét, mấy bả không có cho đem đồ theo. Bây giờ mình lựa đi cái ông nào mà đen nhất thì màu lỗi gì? Rồi ở đây là có đây nè, bây giờ ông múc gao là ông bạn màu này nè. Không có, ông tám cũng được, ông tám ông qua cái trứng cá nằm thì ông mấy đồ này ông mặc lên.
Rồi thôi thì một lần nữa Thành Hậu sẽ công bố sau thì đó. Đây là bốn anh em này, là đây à. Mình đưa thấy nhà của tay này hỏi nha. Rồi. Tại vì ở đây là năm anh nè. Đủ rồi. Chưa còn cái nữa, mới 2-4 còn cái nữa đi. Rồi, đây màu nó nói chứ nam mặc đồ tới tối còn mấy bài sao mặc đồ đã nổi chút. Rồi, đây là một phần quà lì xì của cái chủ nhân mà cái cô đó là Thành Hậu và Sư Huynh ha. Và chúc cho anh em là được luôn luôn bình an sức khỏe. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Xin cảm ơn Mạnh Thường Quân để tiếp tay cho nhà cơm của Thành Hậu. Thành Hậu cũng thành gửi lại cho mấy anh em mình quân ở mần tiếp đây. Dạ. Dạ. Rồi chú chạy vô tao cái gì ơi. Rồi. Rồi bưng đi, bên đó bưng trước đi. Không có gì được rồi, rồi bây giờ được rồi. Rồi. Rồi con ôm lên cái đi, ôm lên cái. Rồi. Đây ôm lên. Rồi. Rồi. Ngủ hả? Rồi đây là bác Út. À, đây là bác Út ha. Rồi gửi cho anh em lì xì thêm. Dạ. Yeah. Ông kêu tới ông bác chứ hả? Tôi kêu ông bác không? Ăn theo. Rồi, dạ cảm ơn bác Út ha. Nam Mô Đà Phật. Rồi. Rồi, từ nồi màu. Hôm nay chịu không? Hôm nay không màu. À, xin gửi đến quý vị một chút cũng như là cái khích lệ tinh thần. Rồi xin gửi cho Sư Huynh. Nam Mô Đà Phật. Rồi con xin gửi chú Tư ha. Rồi Nam Mô Đà Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật. Rồi Nam Mô Đà Phật. Rồi tiếp theo bên cạnh có một nhà tài trợ tiếp theo. Đây bác Út sẽ gửi lì gì thêm. Dạ Nam Mô Đà Phật. Rồi. Ừ. Dạ. Rồi. Bác quay cái đây, bác đứng vô đây, quay ra. Quá đẹp rồi. Rồi xong, chân thành cảm ơn, xin đa tạ mấy quý vị. Bốn màu hồng. Bà cụ quá nè. Tại hết cái tờ mì thùng rồi. Mì này trong thùng bị chuột cắn, cái thùng còn cái bọc. Mì kia rồi. Hai thùng mì kia hai chị để lên luôn. Đây. Còn hai thùng là cho hai chị. Hai người ấy. Rồi có rồi. Hai bốn tối sau 2-4-5 sau xích bản này sau rồi sắt đây giữ à. Rồi này áo hả? À. À, nấu bún để đãi cho cô bác bà con đến đây hàng ngày từ lúc mà đã có cái nhà cơm này. Thôi tiếp theo thì xin gửi lì xì cho mấy chị ha. Rồi chúc mấy chị luôn luôn bình an. Rồi Nam Mô Đà Phật. Rồi anh xin gửi cho chị. Rồi Nam Mô Đà Phật. Rồi cái cô nào mình cũng quên tên luôn. Rồi Nam Mô Đà Phật. Rồi Nam Mô Đà Phật. Rồi bác của ít lòng nhiều. Gửi cho em chút đỉnh em không có đi xem đa. Thôi gửi chút thôi ha. Mấy người kia đi xa. Mấy người kia đi xem đa. Đi xa rồi. Rồi. Rồi kiên ba học đi xem đa. Sắp anh đi xem đa hay xe đạp? Tại ba người này là người đi xe điện, hai người đi xe đạp, vậy phải rồi. Thầy bắt vừa đi xe buýt gì. Dạ. Rồi, mời mình bưng lên luôn ha. Rồi xin chân thành cảm ơn bác Út luôn. Dạ. Giờ nè đổ này lại cho chị này. Rồi xong rồi đó, chị lấy mì bên đây, mì tương, mì này mì mặn nè.
Bên này của chị kia đi. Rồi, rồi đúng rồi. Không phải, đây này chị lấy cái này. Có nghĩa là bây giờ ủa, tôm mà, tôm và gà mà. Bây giờ nè, không phải, chị lấy cái bọc này nè. Cái bọc này, nó gì nè, ừ. Nó, rồi chị để này xuống ra cho chị này. Rồi bây giờ giải. Có sao không, mà chị với chị Sáu vô. Rồi, bưng cái đít ra, bưng, ừ. Để xa xa nha, để tôi đem gác lại đó. Rồi mời chị Sáu với đưa hai người đó rồi. Rồi vậy là còn một cái này cho bà chị kia luôn đi. Cho bà chị kia một bao lì xì. Hai cái này bà này bà chị mà này không tăng luôn. Để thôi rồi không có. Bấm máy chưa? Hả? Rồi đây giờ yeah, Nam Mô Đà Phật. Rồi Nam Mô Đà Phật. Cô mà đã tặng khép giải mà chị khỏi nhận giải thì gửi chị bao lì xì. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Rồi.